Cũng liên quan đến COVID-19, khẩu trang khử khuẩn kết hợp với thuốc điều trị công nghệ ý thức người dân là thông điệp 2K cộng mới nhất của Bộ Y tế được sửa đổi nhằm phù hợp với tinh thần phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Đeo khẩu trang nơi công cộng góp phần làm giảm sự lây lan của dịch COVID-19 trong cộng đồng, do đó người vi phạm quy định có thể sẽ bị xử phạt. Bộ Y tế khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng đông người. Tại cơ sở y tế, nơi cách ly y tế, nơi lưu trú mà có người đang cách ly y tế hoặc đang theo dõi, giám sát y tế, áp dụng với tất cả các đối tượng trừ những người cách ly ở trong phòng đơn, người bị suy hô hấp, người bệnh đang phải thực hiện thủ thuật y tế theo chỉ định của bác sĩ, trẻ em dưới 5 tuổi. Bộ Y tế cho biết cơ quan chức năng sẽ thực thi việc xử phạt đối với những cá nhân vi phạm quy định bắt buộc đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 117/2020, hành vi không đeo khẩu trang để phòng chống dịch có thể bị phạt tới 3 triệu đồng.